Rồi tiếp theo là câu hỏi là như thế nào là sống với giây phút hiện tại, ngay bây giờ và áp dụng. Có nghĩa là như thế nào là không truy tìm quá khứ, như thế nào là không ước vọng cái vị lai. Thì trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, bản dịch của Ngài Minh Châu đó, thì Ngài phổ thơ cái bài này, bài Nhất Dạ Hiền Giả rất là hay, là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Nhưng mà cái vấn đề đó là khi mà quý vị biết là khi mà dịch ra thể thơ đó thì sẽ có một vài chi tiết nó bị bỏ sót. Và Ngài Indachanda, có nghĩa là Ngài Chánh Thân, thì Ngài dịch nó lại theo cái thể văn xuôi. Nó như thế này nè: không nên theo đuổi ngũ uẩn trong quá khứ, không nên theo đuổi ngũ uẩn trong vị lai. Bởi vì đó, cái nào thuộc quá khứ thì cái đó đã được dứt bỏ, và cái nào thuộc vị lai, cái đó chưa đạt tới. Quý vị phải hiểu được thế nào là ngũ uẩn của quá khứ và thế nào là ngũ uẩn của vị lai. Ngũ uẩn là gì trước rồi đã? Có ai nhớ ngũ uẩn là cái gì không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế nào là sắc của quá khứ? Đó là đàn ông, là đàn bà, là nam, là nữ, là ông già, là con nít, là con heo, là con bò, là con trâu mình đã gặp ở trong quá khứ. Mình liên tưởng lại, mình hồi tưởng lại, mình nhớ tới nó, thì nó thuộc về sắc của quá khứ. Nhà của tôi của quá khứ. Tôi nhớ về những cái hoàn cảnh sống ở trong quá khứ thì nó thuộc sắc của quá khứ. Thấy chưa? Rồi những cái ký ức về những cái hạnh phúc của quá khứ, những ký ức về cái sự đau khổ của quá khứ, những ký ức về một cái kỷ niệm nào đó của quá khứ thì nó thuộc về thọ của quá khứ. Rồi mình nhớ về cha của tôi, nhớ về mẹ của tôi nhớ về một cái ngày sinh nhật của tôi nhớ về một cái đêm mưa nào đó mà tôi chờ ở dưới mái hiên, thì đó thuộc về cái tưởng của quá khứ. Rồi tôi nhớ về những cái việc thiện, việc ác của tôi đã làm. Tôi nhớ cái việc tôi đã từng bố thí. Tôi nhớ về những cái ngày mà tôi đã từng giữ giới. Tôi nhớ về những cái ngày mà tôi đã từng thăm thiền. Đó thuộc về cái hành của quá khứ. Rồi tôi nhớ về những cái gì tôi đã nhìn thấy, những cái gì mà tai tôi đã nghe thấy. Khi sáu căn tôi tiếp xúc với sáu trần, nó thuộc về quá khứ. Thì đó thuộc về thức của quá khứ. Đó là năm uẩn của quá khứ. Cho nên ấy, một người mà họ không có hiểu rõ cái bài kinh này đó, thì họ sẽ thắc mắc là những cái mà tôi đã học rồi, không lẽ bây giờ tôi bỏ. Thì bây giờ xin hỏi quý vị nè, đơn giản nhất, 1 cộng 1 bằng 2, thì cái kiến thức đó thuộc quá khứ hiện tại. Hiện tại làm sao quý vị biết được 1 cộng 1 bằng 2? Cái việc học là mình đã học từ quá khứ, nhưng mà cái kiến thức đó nó ăn sâu ở trong đầu của mình ấy. Nó ăn sâu ở trong đầu của mình, khi cần thì mình lấy ra. Hiểu không? Cái ngày hôm đó mình là một đứa bé, mình ngồi ở trên ghế nhà trường, cô giáo dạy 1 cộng 1 bằng 2, nó là chuyện của quá khứ. Nhưng mà cái kiến thức đó nó không thuộc quá khứ, không thuộc hiện tại, không thuộc gì đâu. Mà khi mà mình biết là tự nhiên nó nhảy ra thôi. Ví dụ như tôi biết đây là cái bàn, tôi biết đây là cái bàn. Khi mà cái biết đó tôi nhận thức rõ, cái này nó thuộc hiện tại, cái bàn nó thuộc hiện tại. Nhưng mà tại sao tôi biết? Đương nhiên là nhờ những cái kinh nghiệm, nhờ những kinh nghiệm. Nhưng mà tôi không có liên tưởng, tôi không có liên tưởng đến những cái hình ảnh của quá khứ, tôi không liên tưởng đến những cái cảm thọ, những cái ký ức của quá khứ. Tôi chỉ đơn thuần biết đây là cái bàn. Cái biết đơn thuần đó là cái biết của hiện tại. Tôi biết đây là sắc, đây là danh. Tôi biết là đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức.
Đó là cái biết của hiện tại. Khi nhấc chân lên, tôi biết là tôi nhấc chân lên. Khi đặt chân xuống, tôi biết là tôi đặt chân xuống. Cái nhận biết đó là cái nhận biết của hiện tại. Tôi biết đây là giới, tôi biết đây là định, tôi biết đây là tuệ. Đó là cái biết của hiện tại. Tôi biết đây là thức giác chi, tôi biết đây là đắc chánh đạo, tôi biết đây là tứ niệm xứ. Đó là cái biết của hiện tại. Đương nhiên, cái việc học đạo là quý vị đã học ở quá khứ. Ngay như bây giờ, sư đang nói chuyện với quý vị. Khi mà quý vị nghe rồi thì ngay lập tức nó trở thành quá khứ. Nhưng mà cái kiến thức đó nó động lại trong tâm của quý vị. Khi cần quý vị lôi ra quý vị xài, nó không phải quá khứ. Phải phân biệt rõ cái đó thôi. Cho nên năm uẩn thuộc quá khứ thì mình không cần phải suy nghĩ tới. Tại vì cái gì nó thuộc quá khứ là nó đã tiêu hoại, nó đã biến mất rồi. Mình không cần phải suy nghĩ nữa. Rồi những gì mà nó thuộc về tương lai đó thì mình cũng không cần phải truy cầu. Bởi vì năm uẩn của tương lai nó chưa tới. Ví dụ như tôi nghĩ về con, về cháu của tôi mà chút nữa tôi về nhà tôi sẽ gặp tụi nó, là nó thuộc về năm uẩn của vị lai. Tôi nghĩ về một cái ly sữa mà chút nữa về nhà tôi sẽ uống thì nó thuộc về năm uẩn của vị lai. Vì hiểu chưa? Phải nắm được cái này. Rồi chẳng hạn như khi hành thiền, mình tập trung vào cái đề mục thiền. Đó là mình tập trung vào giây phút hiện tại. Mình không cần phải nhớ là buổi thiền trước, buổi thiền ngày hôm trước là mình đã trải qua những kinh nghiệm như thế nào. Mình không cần phải bận tâm. Bởi vì khi mà cái gì nó đang xảy ra trước mắt mình thì mình sẽ giải quyết nó ngay lập tức. Và mình cũng không có cần phải mong cầu cái chuyện là tôi sẽ chứng thiền. Cái chuyện tôi sẽ chứng thiền đó là chuyện của vị lai. Quý vị chỉ ngay lập tức chú tâm vào cái giây phút hiện tại, là tập trung vào cái đề mục thiền. Nếu đó là tứ niệm xứ thì quán thân thọ tâm pháp. Chú ý đến ba khía cạnh vô thường, khổ, vô ngã. Nó là như vậy. Nó là sống với giây phút hiện tại. Và không có nghĩ về quá khứ, cũng không nghĩ về vị lai. Nắm được cái này ha.